tốt không? Dạ, xin chào các bạn quay lại kênh Triển Lâm Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình mời các bạn tiếp tục theo chân mình đi chùa ở Bắc Cali cho các bạn. Chùa mình đi sẽ là chùa Di Lặc. Năm mới, năm con mèo, kính chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Giờ mình đi vô bên trong chùa nha các bạn. Chùa Di Lặc ở thành phố San Jose, Bắc Cali. Yes.
Đây là phía sau chùa có bồn chuối nè, thanh long. Chuối này chuối sim mà gì. Chuối bên Mỹ mà ở Bắc Cali sống như vậy là tốt lắm rồi các bạn. Khí hậu Bắc Cali trồng trái cây không có bằng Nam Cali. Sau lưng cái đồi này là cao tốc á. Đồi này cũng cao quá. Sau lưng cái đồi này là cao tốc 280 á. Mình chạy trên kia mình thấy nó thấp, rồi đi xuống chùa thấy nó quá trời cao luôn. Dạ, sau lưng chùa Di Lặc á. Ở đây nhiều tượng Phật lắm. Cây lá bồ đề. Nhìn phía sau lưng chùa các bạn. Lúc nào cũng vậy á, mà vô chùa là mình cũng lạy Phật, cúng vái xong rồi mình mới quay phim cho các cả nhà xem. Chùa bên Mỹ. Chùa bên Mỹ chùa như vậy là to lắm rồi các bạn. Mà so với Việt Nam thì nó cũng bé tí à. Chỉ một góc nhỏ thôi. Có mấy cây trúc, cây tre. Có ba cây bồ đề thôi. Cây thứ nhất, cây thứ hai, kế bên cây là cây thứ ba, ba cây bồ đề. Tượng Phật này bên hông chùa. Mỗi tượng mỗi kiểu khác nhau, tư thế khác nhau. Tôi đó. Có cô này cô chụp hết tượng bên hông chùa luôn các bạn. Tượng này là tượng thứ 9 các bạn. Mỗi tượng là Phật là mỗi dáng ngồi khác nhau nha các bạn. Tượng thứ 9. Cái chậu hoa đào này nè các bạn, mắc lắm á. 1 2 3 4 5. Chậu đó mình nghĩ là mà 100 trên 100 đô á. Bên hông chùa thoáng mát. Hôm nay là thời tiết rất là đẹp. Mấy bữa trước, trước đây một tuần á, là Cali bão bùng luôn. Sau đó là hết bão cũng trời thương á. Cho mọi người đi du xuân. Dạ, tượng này là tượng tượng 12 các bạn. Hôm nay video clip mình quay cũng dài nha các bạn. Và trước mặt các bạn là tượng thứ 17 á. 1 20 bàn tay. Xung quanh bên phải bên trái mỗi bên là 8.
và chắp tay á, phía trên á, là 2, mà chắp tay để ngang hông á, là 2 nữa, là 4, vậy là 20 cánh tay các bạn. Tưởng 16. Sau lưng cái đội đó là cao tốc. Sau lưng đội là cao tốc 280 á. mười tám mười chín hai mươi là tượng cuối cùng, không phải cuối cùng, cuối cùng có ranh giới bên đây thôi, qua bên kia có thêm mấy tượng nữa. Mình quên luôn rồi. Quay phim nhưng mà lo nhìn à, mấy cô mấy chú đi chùa chụp hình bây giờ quên luôn rồi, không biết tượng thứ mười mấy nữa. Tượng mẹ này dáng ngồi là tượng cuối cùng các bạn. 4 cánh tay. Nhiều dáng tư thế á. Mỗi tư thế là tượng trưng cho một hình thể á, cho nên dáng đứng với dáng đi, dáng ngồi cũng quan trọng nha các bạn. Trong cuộc sống mình dáng đứng, dáng đi, ngồi nó quan trọng lắm, đánh giá một con người á.